Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Buồn ơi tớ là khóc đây, nghe xến xong em bảo à, khóc ơi tớ là khăn mùi xoa đây. Nếu mà biết ngày tuần 9 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với kiểu con. Xin mời quý vị cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi. Dạ. Hai bạn có cảm giác là hồi hộp, có run sợ gì không ạ? Hơi có. Thế còn chú rể thì sao? Em thì bình thường. Tụi em là ở miền Bắc đúng không? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Vậy hả? Thời tiết khác, tối hôm qua ngủ sáng nay ngủ dậy thì thấy mất giọng. Tụi em ở Hà Nội hay là ở đâu? Em quê Thanh Hóa, lấy chồng Phú Thọ. À, em là Phú Thọ à? Dạ vâng, em Phú Thọ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Đức Minh, đến từ Phú Thọ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại một ngân hàng. Thế còn em? Em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Bây giờ bắt đầu kể cho anh nghe coi hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, như thế nào? Năm 2009 ấy, và em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già già rồi, làm cái status là à, buồn ơi tớ là khóc đây, nghe xến xong em bảo à, khóc ơi tớ là khăn mùi xoa đây. Thế là ông ấy dính quân quay sang chat chip với em, sau xin số điện thoại. Lúc đấy bắt đầu làm quen đấy. Chat chip thì ông ấy họ hỏi em sinh năm bao nhiêu, thì em bảo em sinh năm 87, thế ông ấy bảo em là anh sinh năm 85. Đó là dòng thứ nhất. Thế là em mới gọi bằng anh, nhưng nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Mà lúc nói chuyện em thấy là nói chuyện chững chạc không? Dạ vâng, nói chuyện chững chạc và còn bảo là anh đang đi làm rồi, mà trong khi đấy là ông đi học. Hay lùa tiếp, anh hay đi công tác Hà Nội lắm. Thì em mới bảo là ừ, thế chắc là chín chắn rồi ấy. Thế em mới tiếp nói chuyện. Khi mà biết cái tuổi thật của cổ như vậy rồi thì em thấy như thế nào? Cô nói cô là cái mùi xoa. Cô là cái khăn mùi xoa cho em đó. Thực ra là khi em để cái status trạng thái như thế thì em thấy cảm thấy bình thường thôi. Nó buồn ơi tức là khóc đây, tự nhiên nó vào nó bảo là khóc ơi tức là khăn mù xoa đây, là để lau nước mắt cho mình. Mình cảm thấy nó rất là buồn cười, thì mình bảo cô bé này nói chuyện được đấy, thì là mình bắt đầu nói chuyện với vợ em bây giờ. Còn đến hôm em nhớ hôm đấy là hôm 30 tháng 8, vâng, thì ông ấy tự nhiên gọi điện cho em bảo là em đang đâu đấy, anh mới đi uống nước. Nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng, chị ông này ông vô duyên mà biến thái lại sao. Trời ơi, cái vế đầu vô duyên là lấy ai là biến thái nữa. Ôi, anh hỏi em nè. Dạ. Ủa trời, em tỏ thái độ gì mà cô ấy nói em biến thái? Lúc đó thì em vẫn đang có bạn gái rồi, lên mạng chat chít tán gẫu với các cô gái khác thôi, không ý đồ gì. Có gì, có gì đâu biến thái nhá. Không, thì em kể tiếp cái hôm mà ông ấy xuống, ông ấy Hà Nội, ông ấy gọi em đi chơi đấy. Lần đầu tiên gặp thì em bảo thôi phải lịch sự và ăn ha mặc đàng hoàng để tránh người ta hiểu lầm về mình. Thì em chơi nguyên đồ đen giống như chị bây giờ, nhưng mà em sâu vin, đi đôi giày guốc cao 7 phân với cả 1m65, phải hơn 1m7 đấy. Thế là em bước ra chỗ hẹn ông ấy, ôi giật mình vì em mặc nguyên cái quần bò bó sát, 1m59 cái tít kìa. Hôm nay đấy ông ấy còn 49 cân, chứ không được như bây giờ đâu. Nó bé xíu, em bảo trời ơi, em bảo bị lừa rồi. Thế xong rồi ông ấy nhìn em, ông bảo em bây giờ ông cao thế. Chả nói cái gì cả, ôi sao ông cao thế, hốt hoảng luôn đó. Thế xong rồi ông ấy ngồi trên cái xe Novo nó to ấy chị. Em bảo thôi đúng là tranh đặc kích rồi, tranh đặc kích như là tranh bím họa đấy. Thế xong rồi đi uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại em hút thuốc. Ông quay sang ông bảo em là em làm điếu rồi bị thối mồm. Em sợ lúc đấy luôn, em bảo là thôi rằng này cũng là thứ vô duyên nhất trên đời luôn rồi. Anh có cái kiểu mời bạn gái hút thuốc bây giờ thối mồm không? Thì em mới nhắn tin cho em gái em là mày gọi chị về đi, chị gặp phải cái thứ giờ hơi rồi. Nên là em gái em bảo là thôi cứ đi rồi thì cứ cố gắng đi. Cho nó có lịch sự, rồi uống nước xong rồi về không muộn đâu. Thế nó ở tỉnh khác xuống chắc không dở trò gì đâu. Thế là em với thôi miễn cưỡng đi. Đi đến quán cà phê thì bạn bè ông đông lắm. Em bảo thôi chết rồi. Sợ rồi. Thôi xong, thế thôi mà xong. Bạn bè ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái. Mà cô ấy trông mà buồn buồn. Thế ông ấy quay sang ông bảo em là
em ơi em làm giả người yêu cho anh với. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Thôi được rồi, lắm. Thế em ngồi xếp vào sau cho ông cầm tay em. Ông cầm tay em giới thiệu với bạn kia là đây là Thảo người yêu anh, bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi mà trong khi nó mới gặp xong ấy. Thế không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Diễn xong vai đấy xong rồi 2 ngày sau bọn em yêu nhau. Rồi, 2 ngày sau. Tại vì chị không biết đâu, lúc trên đường trông biến thái vậy thôi, nhưng vào ông nói chuyện lịch sự mà ông hát hay lắm. Nhìn gần mặt lại thấy mũi cao, xong mặt tròn tròn xinh xinh, nhiều răng ngày đấy chưa đen giống bây giờ đâu. Thế rồi em mới thôi kết. Rồi sau khi mà cưới về có gì vui không? Dạ, cưới thì cũng phải khó khăn mới cưới được ạ. Tại vì lúc đấy là em đi làm rồi mà chồng em đang còn đi học. Hai vợ chồng em có cái tính là cứ xa nhau là cãi nhau. Tại vì em cũng ghen mà anh ấy cũng ghen. Mà một người ở Phú Thọ, một người ở Hà Nội thì khoảng cách nó xa, và tốt nghiệp phát là lại xa nữa rồi. Thế bảo là thôi bây giờ xin cưới đi. Nhưng mà xin cưới thì bố mẹ chưa cho, tại vì anh ấy đang còn bé quá, sự nghiệp chưa có. Anh ấy bảo với em là bây giờ cứ xa nhau là sẽ chia tay cho bố xem. Thế xong rồi quyết định là sống tử với nhau, là chơi cái chiêu mà hạ sách cuối cùng. Hạ sách nhất là hạ sách á. Có em bé bác sĩ bảo cưới thì bác sĩ bảo là phải cưới thôi. Là bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng có thật. Cứ là em bé mấy tháng rồi thì dạ, khi mà báo cho gia đình biết trong đấy em hơn 1 tháng rồi. Thế là bố mẹ chồng bảo thôi bây giờ nó đã yêu nhau như thế rồi ấy, gia đình đồng ý cho cưới. Trời ơi, vậy bây giờ nếu ví dụ như cho thời gian nó quay ngược lại á, thì tụi em nghĩ là tụi em có dùng cái hạ sách đó nữa không? Thế em nghĩ như bây giờ mình qua lại thực đấy thì em cũng không dùng nước. Đừng bao giờ nên dùng cái gọi là cái không dùng. Hạ nhục sách kế đó, nói chung là không. Em có xui em chứ em có đồng ý đâu. Em bảo là không được đâu, nếu như mà có thì dỡ mang mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì là em là người chịu thiệt đấy. Em bảo thế, anh ấy cứ bảo không sao đâu, em hiểu tính mẹ anh rồi, chắc chắn là được. Cho dù ông bà cha mẹ mình có thông cảm đi chăng nữa, chưa chắc gì là tụi em gọi là đến với nhau rồi mà tụi em bền vững, bởi vì sao lúc đó quá bồng bột. Vâng. Như vậy bạn này còn đang đi học mà trụ cột gia đình mà đang đi học nữa. Vâng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi sanh con ra nếu mà gia đình hai bên không vững về kinh tế mới có thể hỗ trợ thì đúng là tụi em lại cãi nhau to. Bởi vì nói chung là đừng bao giờ mấy bạn học tập theo các bạn này. Mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái giai đoạn là sau khi cưới nhau, các bạn có vỡ mộng gì về nhau? 2 năm đầu thì rất là hạnh phúc, rất là ok. Đến 3 năm sau bắt đầu mâu thuẫn. Về vấn đề gì? 2 năm đầu thì vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu vợ em lao vào kinh doanh. Kinh doanh bán hàng qua mạng thôi, nên là bận bịu suốt ngày. Thân em thì em cảm thấy là mất cái sự quan tâm đi của vợ đi. Vợ em thì lại hiểu là không thông cảm cho vợ, để vợ đang kiếm tiền. Về thời gian sinh học là thay đổi hết. Trước thì vợ em dậy sớm lắm, là dậy là lượt quần áo cho chồng đi làm, là chỉn chu, nhìn là rất lịch lãm lắm. Nhưng đến cái thời điểm cái năm thứ 3 đấy, vợ em kinh doanh thì là sáng thì tự làm lấy hết. Trước thì cũng có hỏi là chồng ăn gì không, bây giờ chẳng hỏi gì. Đi làm xong chiều về nhà thì cũng chả thấy ra vợ ra đón nữa. Về nhà cứ thấy đang cầm cái điện thoại hay vào máy tính cứ bấm 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 suốt, tu la tu lu một chỗ là trả lời khách, tư vấn khách. Lúc đó em cảm giác sao, em cứ muốn bỏ đi cho rồi. Đừng có, đúng không? Vợ ở nhà hậu phương vững chắc mà chả thấy vững chắc cái gì cả. Về ở nhà chán ấy. Thế rồi sao? Thế là trong lúc đấy thì vợ em kinh doanh thì nhiều gặp khách cũng khó tính. Vợ đâm ra là giận cá chém thớt, cũng giải qua ra cáu chồng. Chồng nói được câu rồi vợ nói lại 2-3 câu. Càng nói càng tức. Tức là mâu thuẫn cao điểm là có vấn đề mà chị giống ơi, như là em thì bị hàng xóm người ta nói là con này nó lừa thằng này có bầu cưới rồi, em đã ghét, em đã ghét rồi, em đã bị cái đấy rồi. Thế xong lại còn bảo là con này nó ăn bám chồng. Thì em mới bảo thôi bây giờ kệ chồng đi, mình phải kiếm tiền, mình phải độc lập đã, để cho trẻ mất cái tiếng ấy đi đã. Thế rồi xong rồi em nói với chồng, nhưng mà chồng cũng không hiểu lắm cho em đâu, không chịu thông cảm cho em đâu. Thế cứ càu nhàu rồi dí mặt vào điện thoại thế rồi hay chỉ trích em đấy. Thế em tự ái cũng cao mà ông ấy cũng có tự ái chứ. Hai vợ chồng thì ai cũng muốn đối phương hiểu mình mà cuối cùng chẳng ai hiểu ai. Thế là đâm ra chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh mất 1 tháng đấy, thì xong cuối cùng ông ấy đòi ly hôn. Dạ vâng, ông ấy bảo là anh chán phải sống này lắm rồi. Nhưng em nói gì em cũng như nước đổ đầu vịt ấy, thì em không còn tôn trọng anh nữa, thì là anh ấy viết đơn ly hôn. Rồi em sao? Vâng, thế hồi xưa mà trước khi cái chuyện này thì cũng có, em cũng có ly hôn mấy chuyện linh tinh với, cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, nhưng mà lúc đấy là em chưa có tiền. Em bảo bỏ chồng rồi thì là mình chết đói. Chết thế bây giờ em bảo mình làm ra tiền rồi, bây giờ không muốn sống với mình thì mình đi thôi.
Thế là em ký luôn. Ký luôn hả? Vâng, em ký luôn. Đơn này vợ ký lúc đấy ký luôn. Lúc em đi làm, lúc đấy là chiều về thì thấy bế con đi rồi. Ừ. Đấy. Nhưng mà em viết là ý là em muốn thử hay là em muốn thiệt? Lúc đó dọa mà cũng thật đấy, lúc gì sau quá trình quá như thất vọng rồi là làm liều luôn. Dạ. Rồi. Đến đâu thì đến ấy, lúc đấy như thế. Và nhưng mà lúc đấy em thật là em đang căng quá. Không nghĩ được. Vâng. Rồi không cái lúc đó em bế con đi đâu? Dạ lúc đấy thì em mới chia con ra. Cho anh Mường lớn, em Mường bé. Em bế con đi thì trên đường thì con đã bị ốm. Tự nhiên thấy con ốm thế em mới sợ quá. Em phải đi vào bệnh viện luôn. Đưa con một mình xe tay xách nách mang đấy làm thủ tục cho con. Xong rồi đủ chuyện cho con thì khóc. Thì em mới nghĩ lại những cái lúc mà có chồng đấy, ấm áp quá. Con nó ốm thì hai vợ chồng cùng chăm này. Có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Tự nhiên mình thành cô độc quá mà cái chuyện dẫn đến như này nó không đáng. Không đáng đúng không? Thế rồi em mới sụp xuống, em mới khóc. Thì em mới lôi điện thoại ra mới thấy khoảng 20 mét cuộc gọi nhỡ của chồng đấy. Lúc đấy thì về cảm thấy thương vợ thương con quá. Gọi liên tục, vợ không nghe máy. Nhắn tin vợ không nhắn lại như là lúc đấy rất là sợ. Em buồn lắm. Thế xong rồi em mở ra em thấy bảo em ơi em về đi, có chuyện gì không đừng làm anh lo đấy. Thế rồi em thấy tủi thân quá, em bảo khóc hu ở sảnh bệnh viện đấy. Xong rồi khóc xong phát nhắn tin bảo cho con, em cho con đi khám bệnh, bây giờ em về. Em về hai vợ chồng nhìn nhau bảo thôi ổn rồi. Thế bỏ qua cho nhau đi, xong rồi sẽ thay đổi. Trong quá trình mà tụi em có những cái mâu thuẫn như vậy á, có lúc nào trong đầu em á suy nghĩ đến một người phụ nữ khác không? Dạ không ạ. Còn em thì sao? Ôi em thì từ khi gặp anh này thì em đã xác định chỉ có sống chết với anh này chứ không mơ tưởng. Nhưng đến anh này anh ấy chiều em lắm. Ông này ông nhỏ con nhưng mà bé nhỏ có võ. Bằng chứng là trên tay anh cầm cuốn sách nãy giờ. Dạ. Anh không biết cuốn sách nữa là cái gì. Dạ, ông ấy là cảm hứng của tất cả mọi câu chuyện của em và chia sẻ trên mạng xã hội đấy. Thì em có một trang cá nhân là chuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình mà mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em đều chia sẻ ở cái góc độ hài hước đấy. Và sau đấy thì đã được tập hợp thành một cuốn tự truyện hai vợ chồng. Tức là có nhà ý tặng chị hay là vì em thấy cái nội dung của cuốn truyện này nó giống với chương trình của mình quá. Vâng, câu chuyện này chỉ cần một người hiểu em trong đời, hiểu em trong đời. Vâng. Thảo Xù. Dạ. Rồi. Đặt biệt danh của em. Vâng. Rồi bây giờ có một cuốn gì cuốn cho ai? Thứ nhất là anh cũng nói luôn, anh là về kinh nghiệm sống anh rất ít. Cái thứ hai là về hôn nhân anh cũng mới, thấy không? Cái tình trường của anh chị lại cần một cái gì đó nó thanh xuân một chút. Buồn quá. Cảm ơn em. Cái này sơ suất của em đáng lẽ ra là em phải anh nói vậy thôi nhưng mà về anh sẽ đọc xong rồi anh cho chị Vân mượn. Không có đâu, chị nhờ Thuận photo lại cho chị. Em yên tâm. Không, anh muốn em đọc. Sẽ, xong chương trình này em sẽ gửi cho chị Hồng Vân một cuốn khác ạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thế các bạn bây giờ là quá hiểu nhau. Và những cái sự gì đó nó khổ đau cũng đã trải qua rồi. Em đi bây giờ em có một cái điều mong muốn ở Minh thay đổi thì đó là điều gì? Thực ra thì em tham gia chương trình này cũng chỉ muốn là được mặc váy cưới là một này. Để với cả là muốn hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm cùng nhau thôi. Chứ thực ra thì trong con mắt em thì anh ấy đã quá hoàn hảo rồi. Vâng, trừ chiều cao thôi. May là gen của em trội, hai bé ở nhà cũng cao. Thế rồi. Em thì sao Minh? Cái mong muốn của em thì anh cũng cảm ơn bố mẹ và anh em bạn bè là ủng hộ cái việc là vợ chồng đến với nhau. Bây giờ cuộc sống đến hôn nhân như này là rất hạnh phúc rồi. Vâng, chị mong như thế đấy ạ. Trời, chị thì chị thấy vậy nè. Với các bạn trẻ thì những cái thật như thế này á, ở trong cuốn sách này, câu chuyện của các cặp vợ chồng này, các bạn sẽ tìm ra được những cái kinh nghiệm để tự mình rút cho bản thân của mình. Chương trình chỉ biết là trước hết là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thứ hai là chúc hai bạn lúc nào cũng định hướng được cái cuộc sống tương lai của gia đình nhỏ của mình và định hướng cho các con. Cái nick của anh thay sinh sớm này, râu ria thì sờm sao bạn ấy đầu tóc vàng hoe, quần áo tách cưới. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn. Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Tư ạ, đang làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 28 tuổi. À, Tư 28 tuổi. Dạ. Rồi. Em có người Bắc hả? Dạ em người Bắc ạ. Còn em? Em tên là Mai. Năm nay em 25 tuổi. Em làm nội trợ. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ gặp nhau trên mạng Yahoo anh. Cái nick của anh thấy sinh sớm. Thi sĩ tài hoa vậy. Thi sĩ tài hoa. Thi sĩ tài hoa. Tên hay gì mà nói sinh sớm. Thấy sinh sớm thì không có nói chuyện, cái lúc sau cái thấy buồn buồn thôi. Nói chuyện luôn. Anh Tư anh hỏi thiệt nha.
thi sĩ tài hoa. Dạ. Nhưng mà em có biết làm thơ không? Dạ có, thầy hồi cấp 3 có làm thơ. Nhưng mà bây giờ có làm thơ? Dạ giờ chắc thực dụng quá rồi hết rồi, hết làm thơ. Sau khi chat rồi đó, dĩ nhiên chat tiếp một thời gian thì phải gặp nhau đúng không? Dạ. Đó vậy thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà các bạn gặp nhau ở ngoài là như thế nào? Dạ lúc đó em đi với cậu tại em hẹn trên mạng mà nên sợ lắm. Hiếm đi mình. Lên thấy ảnh đi chiếc xe thì cà tàng, mặc đồ thì quần tây quần ống hơi le le. Ống le, ống le. Râu ria thì xòm xòm hút cạo để nhìn già lắm kìa. Vậy hả? Rồi hai người gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhưng mà gặp ở nhà trọ em luôn. Trời, lần đầu tiên gặp ở nhà trọ luôn. Bởi vì nó đi thì đúng đó. Đi cậu là đúng rồi. Rồi sao? Sao? Nhưng mà em tự nhiên xem hẹn người ta ở nhà trọ vậy, em có ý đồ gì? Thì hồi đó em chắc hiền quá, không có đi, không có thường xuyên ra ngoài cà phê á. Thì ra quán cà phê em thấy rất là ngại. Thôi hẹn rồi tới nhà ăn cơm luôn. Rồi đi em mua đồ cơm luôn hả? Em nấu cơm luôn hả? Dạ. Ồ, rồi bữa đó khi mà thấy đi giống cậu thì em có sốc không? Lần đầu tiên á thì nhìn trên cái avatar thấy dễ thương lắm. Mà lúc mà gặp á thì bạn ấy đầu tóc còn hoe, quần áo rách rưới, nhìn rất là quậy. Rất là quậy. Dạ. Ừ. Thành ra cũng hơi thất vọng về cái trong cái suy nghĩ ban đầu mình. Rồi đã vậy còn đi giống cậu nữa là coi như không làm ăn gì được luôn. Nói chung hai đứa đều thất vọng về nhau hết thì lý do gì mà đến em đi nhau. Đến nhà trọ chi cho mệt mỏi vậy? Con dạ. Người gì nhỏ xíu gì mà râu không không thấy cái bản mặt luôn. Gì? Gặp chị là chị đi luôn đó, chị không có về đâu nó. Tại vì gặp xin lỗi anh, bữa nay em bận rồi, ví dụ vậy. Cái điều này nó có cái gì? Cái gì đó đúng không? Dạ thấy anh hiền như vậy chất phát. Vậy bây giờ anh hỏi là nếu một người hiền như vậy mà chất phát như ý em nói và khán giả đồng ý, vậy thì chắc các bạn là yêu nhau phải tìm hiểu nhau rất lâu mới đám cưới đúng không? Dạ không, 4 tháng. Ta không. Anh té là anh Bin dở, anh Bin không biết suy diễn. Không biết suy diễn gì? Bây giờ chị nói em nghe toàn hẹn ở nhà trọ thôi. Chị hỏi em mà không cưới gấp thì là làm sao? Ba má không biểu. Ủa? Cưới, bác sĩ cũng biểu. Ủa? Cưới. Ủa nhưng mà họ có hẹn ở nhà trọ nó không? Thì nhà trọ nó đây đâu biết quán cà phê nào đâu. Dạ. Cứ hẹn tới nấu cơm cho ăn. Mà nói chuyện lại duyên dáng là dễ thương vậy. Thì thử hỏi chuyện gì xảy ra sau khi ăn cơm xong. Thì rửa chén. Ủa nhưng mà 4 tháng là đã cưới rồi hả? Lý do bác sĩ kêu cưới. Thấy chưa? Thấy chưa? Bác sĩ kêu cưới té nữa đi cho rồi. Còn bà Dân hay vậy đó. Lúc mà bác sĩ kêu cưới á, em thì ở nhà trọ chưa đi làm. Dạ. Vậy thì lúc đó tâm trạng như thế nào? Tại lúc đó thì em cũng nhận được học bổng đi du học rồi. Ồ. Cái vợ mới gọi điện báo là có bầu. Lúc đó em thất vọng lắm. Cũng sợ nữa, vừa sợ vừa thất vọng. Thất vọng về bản thân đúng dạ, không? Dạ, thất vọng về mình. Mình công sức mình bỏ ra rất là nhiều cho việc học hành. Rồi bên nhà cũng kỳ vọng của em rất là nhiều. Nghe nói tức khóc. Em nói giờ anh cứ đi đâu anh học hành sao đó kệ anh. Em để con là em nuôi. Rồi cuối cùng? Vậy cuối cùng anh mới gọi điện về cho gia đình anh là thôi xin cưới. Cưới xong rồi em có đi du học không? Dạ không chị ạ. Tại lúc mà quyết định cưới vợ em rồi á. Không có đi nữa. Là không đi nữa? Dạ. Cái giai đoạn mà thuyết phục bên nhà em để cho cưới vợ cũng rất là khó. Khó khăn lắm, nhà không ai đồng ý. Chỉ thêm cái nói là con gái nam thì nó không có. Vì cái vùng miền mà con gái miền Nam rất là bộc trực. Có làm sao nói vậy, đúng không? Nhiều khi là xấu hết. Ừ đó thì miền Nam là vậy. Chắc chắn là hai bạn về sống với nhau là sẽ có nhiều những cái việc mà về tính cách mà vùng miền tập quán phong tục đó. Dạ. Rồi chắc chắn là sẽ có những cái điều mà mình sẽ bị mâu thuẫn đúng không? Dạ cũng có gây nhiều lắm. Anh này thì anh kỹ tính, kỹ lắm. Nhà mà dơ chút xíu nữa rồi anh lao. Anh vừa làm anh vừa nói nhảm bực mình lắm. Có nghĩa là rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà làm vừa nói. Cũng dạ. Giọng nói đó lúc mà mới gặp nhau á là mê cái giọng nói đó. Nhưng mà cũng giọng nói đó sau hôn nhân là coi như là khó chịu đó, lảm nhảm đó. Nhưng mà có lần nào hai vợ chồng cãi vã nhau là cái chuyện cũng vì cái chuyện đó mà lớn không? Dạ không, chỉ có ảnh từ khi mà ảnh thay đổi công việc cái ảnh có gái gú này kia rồi mới. Hả? Anh không nghĩ là có gái gú hả? Em cũng bất ngờ, em cũng không nghĩ ảnh là vậy luôn á. Chị cũng bất ngờ luôn nè. Hai năm đầu thì không có vấn đề gì, hồi đó em làm công việc thì nó rất là ổn định. Cứ tới tháng lãnh lương rất là đều. Nhưng sang năm thứ 3 thì em thấy nó không có ổn lắm. Có vợ con rồi thì cần phải tăng thêm thu nhập nên chuyển qua kinh doanh. Kinh doanh thì lúc đó bắt đầu phát sinh về vấn đề đi tiếp khách hàng.
Rồi em làm sao em biết chuyện đó? Lúc đầu cái cô kia có nhắn tin hỏi sao lâu quá anh không qua quán của em, không ghé em. Em giả anh, em nói là em nhớ anh phải không? Cái cô nó cũng ừ luôn. Lúc đó ảnh đang kế bên mà em hỏi cái cô này là ai à? Anh mới nói không có gì hết á, chỉ quán nhậu rồi anh nhậu anh cho số vậy đó. Thì bắt đầu cái em mới hỏi nhưng mà anh chối không à. Anh không bao giờ nhận hết á, mà anh cũng chẳng có giải thích gì hết trơn á. Cái đó là nhỏ thôi, còn qua lần sau nữa. Chuyện nào nữa? Có cái cô Kiên Giang á, cô nhắn tin là em biết số điện thoại của Mai, anh thua rồi. Em mới nhắn là em nói thua là sao, cái cô mới nói là nếu là Mai á thì đừng có nói cô là đừng có nói chuyện với cô đó, mất công là em bị tổn thương á. Cái em mới nhắn qua cho cô đó nói là chị có chuyện gì với chồng em á thì cứ nói đi em nghe. Hỏi anh thì anh nói là không có gì hết trơn á. Tức quá em gọi điện cho nhà chồng em á, gọi cho má chồng rồi em chồng em gọi hết luôn. Mét phải không? Dạ. Tại em gọi cô đó cô không có cô không dám nghe hay sao á. Lúc đó em đang có bầu bé sau chứ em không có bầu là em đi xuống dưới luôn rồi, đi xuống Kiên Giang luôn rồi đó. Giờ để phải hỏi chồng khi mà vợ bắt gặp những cái bằng chứng cụ thể như vậy thì lúc đó em sao? Tại cũng không biết nữa, cũng không nhớ nữa. Em đi tiếp khách chắc say xỉn rồi có cho số rồi mấy bạn chắc là phá hay như thế nào thôi chứ còn không có. Còn cái ở dưới Kiên Giang thì xuống đi lắp máy ở dưới đó thì phải có đi chơi thôi chứ còn không có. Chuyện nó xảy ra là bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2 năm. Rồi thời gian này có gặp được những cái tương tự giống vậy không? Dạ không, em siết chặt lại. Kiểm tra tin nhắn, Zalo, Facebook em kiểm tra hết luôn. Không chừa cái nào hết á. Nhưng mà hiện giờ nè, ở trong nhà của mình á, anh có chu đáo không? Anh có lo cho em với con không? Dạ có chị. Tiền lương của anh về có đưa cho em không? Thì tiền lương thì anh đưa nhưng mà mấy cái tiền linh tinh ngoài gì đó em không biết. Tiền lương thì tức là ở đây ý chị muốn hỏi là nếu mà gạt đi tất cả những cái mà em đã biết thì chồng em á em cho là mấy điểm? Dạ 8 điểm. 8 trên 10. Dạ. Mà bây giờ tụi em lấy nhau mấy năm rồi? Dạ 4 năm mà chị. Ở đây chị muốn nói vấn đề như vậy nè. Nếu như hồi nãy chị hỏi em mà chồng em á mà không lo cho gia đình nè, chỉ có biết đi chơi, chỉ có biết là quăng tiền về xong rồi không để tâm gì tới vợ, tới con, các thứ, thì có ra lên án ngay lập tức. Yeah. Ngay lập tức. Tại vì vợ chồng á, lúc nào cũng vậy. Đến ông thủ tướng, ông tổng thống ở đâu mà nổi tiếng nhất thế giới á, ông cũng dính vô cái chuyện đó nữa. Yeah. Đừng nói chi là một người bình thường. Chị không khuyến khích em làm tất cả những việc đó. Nhưng chị mong rằng em đừng bao giờ để vợ em buồn. Đừng bao giờ để vợ em phải đau khổ về cái chuyện... chuyện của mình. Tức là vợ em hỏi em đi đâu thì em nói hết rồi. Chứ em không có kể, em không có giữ. Em có giấu đúng không? À, không có giấu. Thôi bây giờ coi như tất cả mọi chuyện là nó đã qua hết đi. Dạ. Rồi bây giờ anh chỉ mong rằng là hai bạn sẽ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng là em phải hứa với vợ em đừng để cho vợ mình buồn và đừng để vợ mình phải hiểu lầm và phải tin tưởng mình tuyệt đối hoàn toàn. Anh hứa với vợ là từ nay anh sẽ không phải để cho em buồn nữa và anh sẽ cố gắng lo cho hai vợ con em cuộc sống thật là tốt và hạnh phúc. Anh mà được vậy em mừng quá. Dễ thương quá, hai chồng ôm nhau cái coi. Chỉ cần một người hiểu em trong đời nha. Rồi. Thôi, cảm ơn em. Bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn quay lưng lại. Bây giờ là câu hỏi nghe. Vợ của bạn thích ăn loại trái cây nào nhất? Hay quá. Vợ của Tư thích ăn loại nào? An hàn chôm chôm. Vợ của mình. Vợ của mình thích ăn loại nào? Quay qua cam và ổi an hàn. Như vậy là cặp vợ chồng của Tư sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu này. Màu nào? Màu đỏ đi. Màu đỏ. Minh. Màu hương. Em qua màu xanh đi. Thôi màu xanh. Rồi, của em. Mời quý vị đếm từ 1 tới 3 nha. Nào. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt.